Xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái dự án LGP iDrop nhé. Dự án này sẽ có khoảng 25.000 đô la phát cho tất cả mọi người dựa trên cái số là khoảng 5.000 GRP token các bạn nhé. Thì một GRP token thì tương đương với khoảng 5 đến 12,5 đô la. Top 3 rep thì cũng sẽ nhận được thêm các bạn nhé. Thì nó sẽ có một số cái nhiệm vụ, thì cái website của nó ở đây. Đầu tiên là các bạn sẽ follow Twitter này, Red Twin Pin Post này. Ở dưới thì các bạn nhớ theo dõi cho mình hai cái group ở trên Telegram các bạn nhé. Cái này thì mình sẽ theo ở trên điện thoại, tại vì là ở trên web của mình bị đầy rồi mọi người. Thì mình sẽ copy link để mình theo ở trên điện thoại. Các bạn thì cứ ấn vào join cho mình thôi nhé. Mở cái Telegram của mình ra và ấn vào join cho mình thôi. Mình sẽ theo ở trên điện thoại. Đầy quá rồi mọi người ạ. Các bạn chờ mình một ít nhé. Mình copy cái link để tí nữa mình theo. Không lại quên. Làm hướng dẫn cho mọi người xong mình lại quên theo thì đúng là. Rồi, tiếp theo là các bạn theo dõi Medium, cái phần Medium này ấy. Không biết tại sao mà cái phần Medium của mình nó bị cứ bị như thế này. Thì các bạn có thể bật cái ấy ra nhé. Bật cái 2FA à gì? Chúng ta sẽ mở cái đấy, cái này thì lại thấy được nha các bạn nhé. Đấy, mình không biết là tại sao hay là nó chặn cái VPN của mình nhé. Thôi các bạn cứ bật lên sau đó ấn vào Flow nhé. Google thôi, tiếp tục với cái anh nè. Medium tự dưng bị dở hơi ấy mà. Đây, Flow nhá. Flow xong rồi nhá. Ok, thì các bạn tiện ở đây thì các bạn sẽ copy lại cái profile link luôn xem nó hỏi cái gì nào. Medium profile thì các bạn sẽ ấn vào đây này. Ấn vào đây là nó sẽ được cái profile của mình nhé. Nó chỉ yêu cầu theo thôi mọi người ạ. Join thôi. Không cần phải làm gì đâu nhỉ. Đúng rồi, không cần phải làm gì nhé mọi người nhé. Ok, bây giờ thì các bạn ấn stop đi. Rồi quay lại thì các bạn ấn vào LinkedIn thì ok rồi, không cần phải bật nhé. Ok, tiếp theo là ở dưới các bạn sẽ điện địa chỉ email, Telegram username thì các bạn sẽ vào Telegram nhé. Vào phần setting này, mọi người sẽ copy lấy tên ở đây nhé. Của mình là Anh Kỳ 83. Rồi ok, ở dưới là Twitter profile thì mọi người sẽ vào theo dõi đi nhé. Flow này thì mọi người vào profile copy lại dán vào đây. Ở dưới là Redstream iDrop link. Link thì các bạn sẽ phải điền status nhé, thì các bạn sẽ ấn vào đây. Mọi người sẽ ấn vào cái phần này, các bạn ấn vào. Đấy, thì các bạn ấn vào Redstream nhé. Sau đấy các bạn copy lấy link này. Medium xong rồi nhá, LinkedIn thì nó chỉ yêu cầu Flow thôi. Nay mày mới mọi ạ, mọi người ạ, cho nên là nó cứ yêu cầu mình phải log in. Vâng, chào cô ạ. Vâng. Đấy, các bạn sẽ copy lấy profile này. L address của mình không biết là mình đã ấy chưa hay là vẫn phải ở log in thôi. Máy mới mà đấy, không swap đâu nha. Đây các bạn copy lấy ví này là ví Binance Smart Chain, ví Binance Smart Chain các bạn nhé. Thì bạn nào mà chưa add cái Binance Smart Chain thì các bạn tìm trong kênh của mình để cách cách để các bạn add cái mạng Binance Smart Chain đây à. Đấy. À cái này thì mình chưa có add à. Tại vì là bên này mình chưa có add. Vì mới mà. Máy mới mà. Đấy. Máy mới lại phải add lại đó mọi người ạ. Tức cứ tưởng là có rồi chứ nhỉ. Chắc là chưa làm mọi người ạ. Hôm trước là à, bên kia thì máy cũ đã add rồi mà. Cứ tưởng sang bên này là nó sẽ add theo. Không ngờ là nó không add luôn. Thì mình lại phải add lại nha mọi người nha. Đấy. Bên này thì mình sẽ có một cái video để thông báo mọi người và add trong bên này rồi. Cho nên là mọi người yên tâm. Các bạn vào kênh của mình thôi.
Đây này. BSC hả? Đấy các bạn ấn BSC là nó ra đây, có rất là nhiều cái thông tin này. Đây, hướng dẫn ad tích hợp đây. Mạng Binance Smart Chain đây nha, mọi người nha. Bạn nào mà chưa làm thì làm nhá. Đấy, vẫn là cái VETH của mình ở trên MetaMask thôi, nhưng mà mình đã add mạng rồi cho nên là nó sẽ gửi được về thôi nhá. Ok, ở dưới là link rep, Telegram rep thì các bạn điền tên của mình là anh Kỳ 83 nhá. Sau đấy thì mọi người ấn gửi đi thôi nhá. Đấy, như thế là hoàn thành cái nhiệm vụ này. Thì bạn nào mà chưa tham gia cái dự án này thì các bạn tham gia nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video cho mọi người nhé. Các bạn có thể nhận từ 5 đến 20 đến 15 đô la nhé các bạn nhé. Từ cái dự án này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.